Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyễn Công PC. Hôm nay mình sẽ lại mang đến cho anh em một video nói về những con laptop, nhưng mà lần trước là laptop văn phòng rồi đúng không? Tầm này mình nâng cao hơn đi, dành cho anh em nào hardcore hơn, anh em muốn chơi game nhiều hơn, thì đây sẽ là top những con laptop gaming trong tầm giá khoảng dưới 25 triệu ngon nhất mà mình recommend cho anh em. Bắt đầu video luôn này. Trước tiên ấy, khi mà nói về laptop gaming thì mình nghĩ là nhiều anh em vẫn sẽ chọn là ưu tiên cấu hình và hiệu năng trước đúng không? Nhưng mà trong thời điểm bây giờ thì mình nghĩ là cái chuyện mà chọn về một con laptop gaming mà chỉ có gaming thôi, mà chỉ có hiệu năng thôi ấy, thì nó sẽ không còn là một cái vấn đề quá quan trọng nữa. Thế nên là mình sẽ chọn đầu tiên sẽ nói về kiểu dạng nó đẹp và nhìn nó sexy trước nha. Thì nhân vật đầu tiên của chúng ta, laptop Asus ROG Strix G15 G513. Thì với em này, anh em có gì? Chắc chắn rồi, bởi vì em này rất đẹp. Mình phải nhấn mạnh anh em là rất đẹp. Thì cấu hình của nó không phải là thứ hàng đầu. Chúng ta sẽ có R7 4800H này. Chúng ta sẽ có 8GB RAM. Chúng ta có 512GB SSD. Và chúng ta có thêm cả GTX 1650. Đây là một cấu hình thật sự là trong thời điểm bây giờ nó không phải là một cấu hình mới. Bởi vì là con R7 4800H nó là kiểu của năm ngoái rồi. Tuy nhiên là với một cấu hình anh như này, anh em vẫn thoải mái chơi những cái tựa game kiểu dạng LL eSports này, hay thậm chí là anh em nếu mà setting phù hợp, anh em vẫn có thể chơi được những tựa game AAA một cách rất là ngon lành cho em nó. Đấy, đấy là về cấu hình. Tuy nhiên thì như mình nói, em này thực sự là nếu mà anh em mua về, anh em để ngắm nữa chứ không phải là để chơi nữa đâu. Bởi vì là anh em nhìn từ màn hình nhá, màn hình kiểu viền mỏng ba cạnh này nhìn rất là đẹp luôn. Tuy nhiên lại không có webcam. Thế nên con này chắc chắn là chỉ anh em chỉ để chơi game và ngắm thôi, chứ còn để học online thì chưa chắc nha, bởi vì không có cam. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bộ bàn phím kiểu dạng là 10 key LED đi. Mình nghĩ là gọi là 10 key LED cũng được, bởi vì là nó không có hàng phím số mà. Chúng ta có LED PerKey nhá. Chúng ta LED RGB PerKey, anh em thoải mái thì chỉnh sửa ở trong Aura Grade, à Armory Grade của Asus. Nó nói chung là ở trên em này cả phần touchpad đến thời lượng pin mình cũng rất là ưng ý với em nó. Nó chỉ có một điểm duy nhất anh em cần cân nhắc, đó chính là nó không có webcam và cấu hình nó không phải thuộc dạng mạnh nhất thôi. Còn đâu tất cả mọi thứ còn lại, anh em từ màn hình đẹp, tần số quét cao 144 nhá, anh em có một thiết kế sexy nhá, cổng kết nối đặt cũng thuộc dạng là rất phù hợp. Bởi vì sao, anh em thấy không, tất cả những cổng kết nối lằng nhằng nó để hết ra sau, quá tuyệt vời. Cái mặt này còn là mặt nhôm nữa, có LED ở trên logo luôn anh em, thế nên nó sẽ rất là ngon. Còn những cái cổng kết nối ở bên cạnh thì anh em vẫn sẽ có đầy đủ luôn, là từ cái kiểu là ở không có cổng SD anh em ạ, mà sẽ có là hai cổng USB ở bên trái để anh em có thể cắm chuột vào bàn phím này, và có cổng combo tai nghe, LED dưới cũng có luôn anh em. Nói chung là em này mình thật sự là không có điểm gì chê về mặt thiết kế cũng như là khả năng cầm nắm, bởi vì nó cũng không quá nặng. Đấy, đấy là một tiêu chuẩn của một chiếc laptop gaming mà để đẹp nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến một cái chiếc laptop mà nó đắt hơn một chút nhưng mà hiệu năng nó lại cao hơn anh em ạ. Đây, đó chính là em TUF FX506. Em này cũng là của Asus, tuy nhiên là một nhánh khác, đó chính là TUF. Thì nói về TUF anh em có gì? Thực ra thì nếu mà nói về thiết kế thì mình sẽ không ưng được em này bằng em ROG Strix G15 kia đâu, bởi vì là nó nhìn nó cục mịch hơn. Đương nhiên rồi, bởi vì nó có một cái cấu hình kiểu dạng mạnh mẽ hơn. Mình đang có ở đây là con phiên bản là i5-11400H này, cũng 8GB RAM, cũng 512GB SSD. Tuy nhiên là card đồ họa ở đây là chúng ta đang sử dụng là RTX 3050, phiên bản của laptop. Thì với em này, anh em chắc chắn sẽ cày game ngon hơn. Cái này mình phải hứa, bởi vì là 3050 chắc chắn nó sẽ mạnh hơn GTX 1650 ở trên laptop rồi. Cái này hiển nhiên đúng không? Màn hình thì chúng ta vẫn có là màn hình IPS 144Hz. Tuy nhiên là chúng ta sẽ có thêm một cái webcam bên trên, để nếu mà anh em muốn sử dụng chiếc laptop này để có thể học hành, xong là vừa học vừa chơi game ấy, vẫn được, không sao cả. Đấy, đấy là về cấu hình. Còn về thiết kế thì thực sự là, đấy như mình có nói vừa nãy là nó không được xịn sò bằng em G15 đâu, bởi vì là các cổng kết nối nó vẫn để tất cả ở một bên như thế này. Bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cổng USB nữa thôi. Còn ngoài ra thì chúng ta vẫn có là LED RGB. Tuy nhiên nó cũng là một cái phần nha, là bởi vì là mình nghĩ là cái phân khúc ấy, nó được định hướng con này nó ở cái phần kiểu thấp hơn con G15 một tí. Thế nên là thực tế cái thiết kế mình cũng không được thấy nó tinh tế bằng. Cũng như là cái phần bàn phím này nó là full size, và RGB nó cũng không được đẹp bằng em ROG Strix G15 đâu. Thế nên nếu mà anh em muốn một cấu hình mạnh mẽ thì chắc chắn anh em sẽ chọn em này. Còn nếu mà anh em muốn một cái cấu hình kiểu dạng là
vừa vừa đủ thôi, nhưng mà nó phải đẹp và đi đâu cầm đi nhìn nó điểm nhấn ấy. Đương nhiên đúng không, anh em nhìn hai cái mặt lưng của hai em này, anh em sẽ thấy là con G15 sẽ điểm nhấn hơn, còn em này thì sẽ tập trung vào hiệu năng hơn. Đấy là về hai ứng cử viên của Asus. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một em mà mình nghĩ là nó sẽ tổng hòa được cả hai thứ, từ vẻ đẹp cho đến cấu hình và hiệu năng. Đó chính là em Acer Nitro Eagle. Đúng không ta? Đúng rồi, Acer Nitro 5. Nhưng mà con này có chữ Eagle nữa, mình thấy khá là hay. Đấy, em này thì thực sự nhá, là thiết kế với mình, mình vẫn thích Asus hơn. Tuy nhiên là nó đã được tổng hòa nhiều hơn là từ cái việc là nhìn nó tinh tế hơn này, nó có các cái đường nét vân vân của nhìn, anh em nhìn ở cái góc này rất giống siêu xe đúng không? Và ở đây cũng là nơi để anh em đặt cổng sạc luôn, anh em đỡ phải vòng ra vòng vào cái dây. Đấy, cổng kết nối thì cũng được khá là đầy đủ khi mà cho chúng ta hẳn là 3 cổng A, một cổng LAN, một cổng HDMI và một cổng C ở đây. C ở đây thì mình thấy là nó chỉ là C truyền dữ liệu thôi, chứ không phải là C DisplayPort hay là Thunderbolt gì cả, khá là đáng tiếc. Cổng combo jack tai nghe thì vẫn được trang bị ở bên phải này. Thì đấy là nói qua về cổng kết nối. Thế còn về cấu hình thì sao? Cấu hình nó gần như là y xì em TOF FX506. Nó không khác gì cả, bởi vì trong cái tầm giá này anh em thoải mái đã có được là i5-11400H này. Chúng ta sẽ có RTX 3050, 8GB và 512GB. Cái này nó là rất là phổ biến rồi. Tuy nhiên là em, tại sao mình nói là em này nó tổng hòa từ hiệu năng cho đến vẻ đẹp? Vẻ đẹp mình đã nói rồi đúng không? Hiệu năng, bởi vì là em Nitro này tản nhiệt rất tốt, mình phải nhấn mạnh là như thế. Chúng ta có thể vào app Nitro Sen để có thể chỉnh sửa được tốc độ quạt các thứ ấy. Và mình cảm thấy là cái độ trễ của cái việc sử dụng app Nitro Sen để chỉnh quạt gần như là nó ngay lập tức luôn anh em, rất là nhanh. Và cái nhiệt độ cho ra mình cảm thấy là nó rất là lý tưởng. Thì đây là một em mà mình nghĩ nếu mà anh em chọn em Acer Nitro này thì là một cái biện pháp kiểu tổng hòa từ hiệu năng cho đến cấu hình. Mọi thứ là nó có thể kiểu dạng là 50-50 ấy, anh em sử dụng anh em không phải cấn kiếc gì cả. Còn ví dụ như ở những phiên bản trước, anh em chọn về vẻ đẹp thì nó lại yếu một tí về hiệu năng, anh em chọn hiệu năng thì lại hơi cục mịch một tí về vẻ bên ngoài. Thì em này là cái kiểu fusion ấy, kiểu kết hợp các thứ vào ấy, là đẹp nhất. Đấy, và hôm nay chúng ta sẽ đến với cả một phiên bản cuối cùng mà mình nghĩ là anh em nào mà thích nồi đồng cối đá, anh em thích có một cấu hình mạnh nhất trong tầm giá, chắc chắn anh em sẽ không thể bỏ qua được em này. Đó chính là Gigabyte G5GD thì phải, đúng rồi. Thực ra là khi mà anh em mở máy ra, anh em sẽ thấy luôn là cái máy laptop này nó gục thật. Anh em nhìn nhá, từ viền màn hình nó cũng không quá mỏng này, dày trên dày dưới này. Màn hình thì chúng ta vẫn cái nó sẽ có là Full HD 144Hz rồi, đương nhiên. Đấy, bản lề các thứ thì nói chung là ở đây chỉ có mỗi em G15 mở một tay thôi, còn đâu tất cả mở hai tay cái đây không nói. Tuy nhiên là em này, ngoài cái vẻ ngoài cục mịch và to tổ búa nó như thế này ra, thì sở hữu bên trong mình em nó là một cấu hình trên mức giá mà mình cảm thấy nó là lý tưởng nhất. Chúng ta vẫn sẽ có là i5-11400H for sure. Chúng ta sẽ có 512GB SSD đương nhiên. RTX 3050 trong tầm giá này chắc chắn phải có. Nhưng mà có một cái trong tầm giá này mình không tìm được một con laptop gaming nào có thể có, đó chính là có trang bị sẵn 16GB RAM. Wow, tất cả những em mình nói vừa trên nó chỉ có 8GB thôi, riêng em này chúng ta có hẳn 16GB RAM. Thực ra bây giờ giá của một con RAM laptop 8GB thì mình nghĩ là nó cũng không quá cao. Nhưng mà khi mà nói để trang bị sẵn luôn như thế này, anh em đỡ phải kiểu thêm tiền ấy, mua anh em đỡ phải thêm tiền. Mà trong tầm giá nó chỉ đâu có khoảng 23-24, thì thực sự là con này rất hiếm và nó là một thứ thì nó đỉnh cao nhất về hiệu năng ở trong cái tầm giá khoảng dưới 25 triệu đối với mình. Đấy, còn về hiệu năng thì hiệu năng nhá, cái hiệu năng thuần của CPU hay là GPU mình chưa nói tới, bởi vì là nó vẫn chỉ là 11400H và nó vẫn là 3050. Tuy nhiên là nó khi mà anh em có thêm một lượng RAM dồi dào đến như thế, anh em sẽ làm được nhiều việc hơn. Anh em đỡ phải lo đến cái phần việc là ô mẹ tràn RAM rồi, không biết làm thế nào, chúng ta có hẳn 16GB RAM thì thật sự là rất ngon. Còn tất cả những cái phần khác như là Wi-Fi 6 hay là WinForm các thứ về công nghệ tản nhiệt ấy, tất cả những chiếc laptop tôi đều có. Thế nên là mình sẽ không muốn nói tới nhiều ở vấn đề như kiểu là công nghệ Wi-Fi 6 các thứ, bởi vì gần như bây giờ những chiếc laptop gaming đều đã được trang bị Wi-Fi 6 và những cái Wi-Fi này là rất ổn định rồi, anh em không phải lo vấn đề ấy. Còn một điểm nữa mình nghĩ là bởi vì là đây là một chiếc laptop khá là cục thế này ấy, thì cái thời lượng pin nó như thế nào? Thì với mình, hôm trước thì mình cũng có được sờ và cũng được trải nghiệm qua, thì pin nó cũng đâu đó được khoảng 3-4 tiếng. Nhưng mà thực sự là nhá, thực sự là mình chưa bao giờ quan tâm đến pin ở trên một chiếc laptop gaming cả.
mình chỉ thực sự quan tâm đến pin khi mình dùng laptop văn phòng thôi. Bởi vì là những cái laptop gaming, mình muốn là laptop gaming luôn luôn phải đạt được hiệu năng tốt nhất. Thế nên là gần như lúc nào mình cứ dùng là mình cắm sạc, hoặc là mình đi đâu mình cũng cầm cục sạc theo anh em ạ. Còn anh em thì sao? Anh em có hay kiểu cầm laptop gaming đi làm ngoài mà không cầm sạc không? Thì nhớ để comment xuống bên dưới nhá. À đúng rồi, em này còn có quả pin thay. Lần trước mình đã từng có một video nói với anh em về một chiếc laptop mình cũng không nhớ là của Gigabyte, nhưng không nhớ mã nào, cũng có thể tháo được pin ra như thế này. Khá là dị, bởi vì là thời điểm bây giờ thì rất nhiều, gần như 99% những chiếc laptop bây giờ là đều không thể tháo pin rồi, nhưng em này vẫn có thể tháo pin. Đấy là một điểm khá là hay. Cổng kết nối thì được bố trí cũng rất là ưng ý nhá. Chúng ta sẽ có cổng sạc, cổng viết là các thứ cổng cành ấy, để hết đằng sau. Và đặc biệt em này còn có thêm cả mini DisplayPort, nghĩa là anh em có thể làm một phát hai cái màn hình ngoài luôn. Anh em sử dụng hai màn hình rất ngon. Đấy. Còn các cổng kết nối ở bên này thì cũng được trang bị, nói chung là cũng thuộc dạng diện rất là khoa học, và đặc biệt có thể thêm khe thẻ SD. Đấy, đây là điều mà nhiều laptop bây giờ không có. Thẻ SD này anh em, nếu mà anh em dùng máy ảnh các thứ cắm vào tiện hơn rất nhiều đúng không? Đấy. Và đó là top những con laptop mà trong tầm giá khoảng 25 triệu mình cảm thấy anh em nên mua và anh em nên lựa chọn. Mình thì mình không bảo là con này là con anh em phải lựa chọn, mà mỗi một chiếc laptop thì phải tùy thuộc vào nhu cầu anh em. Anh em thích đẹp thì anh em chọn con kia, anh em thích cục mình hiệu năng thì anh em chọn con này, hoặc nếu mà anh em thích tổng hòa thì chọn con này. Cái đấy là sự lựa chọn của anh em, và anh em thấy con laptop nào hơn thì nhớ để lại comment xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì còn tí quên bấm chuông mới bấm đăng ký kênh nữa. Tạm biệt. Đối với cá nhân mình ấy thì anh em nên chọn con này. Nó tuy đẹp. Nó yếu nhưng mà nó đẹp.